làm đậu phụ không nữa. Đấy mẹ dao chọc vào nhỉ. Đấy con dao cắn móng ấy chích cơ. Kiểu gì thì sau một lúc nó cũng bị chảy lỗ đi một tí. Nó xẹp mà. Sao khẩu trang nó lỏng thế? Ừ. Cái lỏng cuối là khẩu trang nó lỏng rồi. Nó bóp, con nghĩ là nó cứ như vẫn nhiều nước, dừa vẫn nhiều nước, tự nó ra nhiều nhỉ. Vậy thì làm mà cái này khó thật. À, mọi khi đều hay trộn lẫn đậu phụ vào nữa, cái qua này. Cái đấy nó vẫn không hút nữa. Chảy đây. Bao nhiêu nước. Chẳng tí nữa lại khô. Chả giống ngay. Hay nhỉ, chặn cái giấy đây nó lại đứng được cái này lại. Cái nhận ra mà đi đâu vội. Ok, phải cứ hùng hục hục làm gì. Vậy đau tay. Dễ bóp hơn đặt nữa. Cái kia mình phải ấn xuống. Thằng này cơ bản mình chỉ bóp ngang thôi. Nước đầu nha, nóng nước thế nhỉ. Dồi dồi, cái lưỡi nó khô mà, nhìn nó khô khô mà. Cái kia thì cần ủ qua đêm nữa thì ăn đủ rồi. Cái kia nó lẫn mấy loại nhá, không phải mỗi dưa thôi, là đậu nha. Đẹp chưa? Nốt cơn đi. Giờ mình đi cái găng tay này nó lỏng, nhìn nó xấu. Tìm trong đây nó có nhiều cỡ lắm. Cái như hàng đẻo ấy. Hàng đẻo, hàng này kiểu hàng giặt ấy. Nó cứ phải ngồi đấy tìm cái này. Nó đỡ bắn hẳn ra. Kia nước nó phun này nó không phun. Nghĩ ra trò mà câu giờ chứ.
4 phút rồi cả này thoải mái. Đứng lại là có lực hơn. Kéo bóp vậy nó không ra là bắt đầu nó bị cố cho nó rúm mà để nó ra được đấy, thành ra nó bị rúm. Này kiểu ấn xuống mà. Dễ hơn kia nhiều. Kia là cái đem vo vào. Cái gì ạ? Cái lúc trước ấy. Cái đế ấy. Cái đế lúc trước ấy là mình cái đem mình vo vào. Nên là nó rúm ạ. Cái đấy ạ. Thế thỉnh thoảng thấy nó có cái dây là cái dây của cái dừa đấy à? Vâng. Mình cứ bảo sao bọn này có chỉ vào đây. Có một hôm là sợi chỉ thật đấy, cái dây dài. À, đây, lệch rồi. Còn hôm là cố tình cho cái ruột dư ấy. À. Lệch lỗ rồi. Lỗ được đúng lỗ cái nó lại lên. Đúng, đứng dịch ra bóng ơi, nó bắn bẩn hết quần áo đi học ấy. Không chịu trách nhiệm được đâu. Bác không chịu trách nhiệm giật quần áo cho mày đâu. Hơi lệch một tí. Trời bộ rồi. Đồ của đến. Lỗ này to à? Không, nó to không quan trọng. Lôi cái thằng lên lỗ. Lên thằng lỗ. Ý trời, gắn tổng kết.